Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh youtube Lý vị Kem của mình Thì trong video các bạn mình sẽ cập nhật cho các bạn một số thông tin mới của B Network Và trong đó đặc biệt cũng có thông tin về cái điện thoại thông minh Modobi các bạn nha Rồi đầu tiên là một thông tin Đây chính là cái bản đồ mà đất nước Hàn Quốc các bạn là cái nơi mà thanh toán bằng bi dày đặc luôn các bạn ha hàn quốc là thiên đường của dân đầu bi và du lịch thanh toán bằng bi cửa hàng bi map tại hàn quốc họ à, rất là khủng khiếp các bạn dày đặc luôn ha và hiện bây giờ mà chưa có menet mở đó, đã như vậy rồi đó sau này nó mang menet mở thì rất rất là nhiều cái dịch vụ cái cửa hàng nó sẽ tham gia và các doanh nghiệp sẽ tham gia được rất là rộng rãi các bạn ha rất là khủng khiếp không chỉ đi Hàn Quốc đâu các bạn còn nước khác nữa tuy nhiên là Hàn Quốc thì bây giờ nó đang nhiều ha rồi tiếp theo là một thông tin là những người tiên phong chú ý Bico Team đã cập nhật trình duyệt bi lên phiên bản 1.7.0 vì các cập, vì bạn vì các bản cập nhật của Google Store chậm ở một số khu vực nên bạn có thể kiểm tra các bản cập nhật sau thì hiện bây giờ là nước Việt Nam thì chưa có các bạn cập nhật 1.7.0 các bạn ha các bạn có thể search browser nè à, mình cũng đã thử rồi các bạn nhưng mà chưa có ha rồi các bạn sẽ thấy cái về ứng dụng này ha nè chúng ta xem nè nó đang là bản chấm 6.1 ha cho nên là các bạn hãy chờ đợi để ý để khi nào mà nó được lên bản 1.7.0 thì chúng ta sẽ cập nhật cái browser các bạn nha đó cho nên là mình thông báo trước như vậy và cái thông báo này mình đã tìm thấy ở trên Twitter nha. Rồi các bạn một thông tin hay nữa về cái điện thoại Tesla Modobi các bạn. Ha. Đó thì lâu rồi à, không thấy ai cập nhật thông tin thì hôm nay mình thấy được một thông tin cũng khá là hay cho nên là mình à cập nhật cho các bạn nha. Ba điều bạn nên biết về điện thoại Tesla Bi tức là Modobi sẽ hoạt động với Neuralink. Neuralink là một trong những dự án tốt nhất hoạt động nhằm phát triển các giao diện máy có băng thông cực cao để liên kết bộ não con người với máy tính. Các báo cáo cho rằng Modobi sẽ kết nối trực tiếp với bộ não của người dùng và hoạt động tương ứng. Rất là khủng khiếp các bạn. Modobi sẽ khai thác tiền điện tử là Maxcoin. Điện thoại thông minh này sẽ khai thác tiền điện tử được cho là Maxcoin người dùng sẽ có thể sử dụng nó trên sao hỏa, trong khi điện thoại cũng sẽ hoạt động như ví tiền điện tử của bạn. Modobi sẽ là điện thoại vệ tinh đầu tiên dành cho đại chúng. Điện thoại thông minh này sẽ không phải là điện thoại vệ tinh đầu tiên vì Tukreya và Egridium đã có sẵn. Tuy nhiên nó sẽ là chiếc điện thoại vệ tinh thông minh đầu tiên mà ai cũng có thể mua được. Yêu các bạn tiên phong và chúc một chúc mừng ngày lễ tình nhân tới tất cả mọi người thì bài đăng này hơi sớm chút các bạn nha đó thì chúng ta thấy cái chức năng của cái Modobi được ghi chép trong đây là chúng ta có thể sử dụng trên sao hỏa được ha và có thể khai thác cái khai thác cái đồng max coi ha đó thì rất là tuyệt vời và hy vọng là trong năm 2023 này thì cái điện thoại này nó ra mắt và nó sử dụng vệ tinh và tất cả các bê chúng ta cũng như người dân đều sử dụng được cái điện thoại này được sở hữu nó ha thì sẽ rất là tuyệt vời ha. lúc này sẽ có một cái cuộc bùng nổ về việc sử dụng smartphone nữa. cho nên là mặc dù cái thông tin này á nó đang chỉ là thông tin nhưng mà mình hy vọng là nó có thật như vậy để tất cả mọi người đều sung sướng các bạn nha. rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video. nếu như các bạn có thắc mắc gì có thể bình luận dưới video và đừng quên cho mình một like trên video cũng như đăng ký kênh youtube của mình. sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để khi có những thông tin mới nhất, hot nhất từ Bi thì mình sẽ cập nhật cho các bạn. Còn bạn nào chưa đăng ký Bi thì các bạn hãy lập tức đi vào mô tả video đăng ký các bạn. Mãi thiệu của mình vẫn là Bi Ketso các bạn nha. Rồi chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn các bạn lại lần sau.